Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả bộ sưu tập Lego của mình. Ok, đây là hộp đầu tiên. Hộp người ngoài hành tinh đến một thế giới của trái đất cơ mà quá. Các bạn đừng quan tâm đến tiếng ồn ở ngoài nha. Đây là hộp có Imbi và một con cá. Đây là hộp bạn Loi. Trong thế giới của Ninjago có một chiếc xe mô tô rất là đẹp. Đây là hộp bạn Ninja. Có nguyên một con cỗ máy robot gì đó. Và có một bạn Roi, bạn này thì mình không biết tên nha. Đây là hộp rồng Ender, phần thưởng của em mình. Đó, ở đây có cả Iron Man, Ocelot, Layer. Đó, đây là bạn trong thế giới Minecraft, bạn Edermine màu hồng. Đây là bạn bạn này thì mình không biết tên nhưng mà được bằng vàng luôn á. Bạn này cũng khá mạnh. Đây là thế giới Minecraft. Đây là bạn cừu, còn đây là cái đường ray, đây là cái đuốc, và đây là bông hoa và cái nấm, và đây là cái hàng rào. Đây là bạn bạn này là bạn Alex. Bạn này đang ở trong vùng núi. Ở đây có một cái bảng mũi tên. Và ở đây có cái kiếm kim cương. Bạn này thì mặc giáp kim cương nha. Đây bạn này cầm một cái cà rốt mới vừa thu hoạch. Đây là Steve. Còn đây là Lego Friend. Lego Friend này được trang bị một cái bánh nghe nhạc và một cái ly màu tím, một cái bánh quẩy quả giòn và một chiếc bánh sinh nhật. Hình như đây là cấm trại. Đây là bộ cầu trượt nha các bạn. Có một cái dù và một ly nước. Đây là hộp cái con rồng nha các bạn. Đây là mặt sau của nó. Mình lật ngược lại nha. Đây là bạn này. Bạn này thì mình không biết tên nha. Bạn này thì sở hữu một con rồng màu đen rất là chất và đẹp. Bạn này thì sở hữu một con rồng màu xanh. Bạn này là bạn Loi, sở hữu một chiếc xe rất là đẹp. Ok, mình sẽ giới thiệu thùng Lego. Từ từ nha các bạn, mình sẽ giới thiệu thùng Lego. Đây bà đây các bạn. Bạn này mặc giáp kim cương đây nè. Và cầm cái kiếm kim cương. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Rất là đẹp. Bạn này thì mình không biết tên. Và có một cái vũ khí là cái gì ta? À, cái cuốc đất bằng enchant. Đây bạn màu hồng hồi nãy mình đã giới thiệu. Trong đây và bộ phận trong thế giới Minecraft. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rõ. Mình có rất là nhiều luôn. Đây là bạn Loi nè. Bạn cừu. Và bạn Kai. Tiếp theo là bạn Yambi. Tiếp theo là bạn Loi này.